báo cáo với anh em đây là một thùng. Một thùng lồng chim này thì mình cứ nhập cả nguyên một thùng này là nó là 15 cái. Thì các bạn trong quá trình nuôi chim gáy thì mình thấy là cái lồng này nó cũng rất là hiệu quả. Hiệu quả như này này. Đây là con chim cu. Các bạn thấy là cái cầu của nó. Nó đứng trên cầu này. Đó. Và cái lồng này thì nó tiện. Rất là tiện. À, các bác nhìn cho nó rõ này. Nó cho ăn. Đó. Đó. Cho ăn. Cho uống vậy thôi. Nên là các bạn thấy là nó rất là tiện. Đó. Đây là cái khay hướng phân. Khay hướng phân. Thì các bạn cho như này vào là nó hướng thôi. Đó. Lùa như ngăn kéo ấy. Đấy. Cái lồng như này các bạn móc rất là đẹp đúng không? Một con chim. Lồng này nguyên bản nó là cái lồng yểm. Anh em chú ý là cái này nó nguyên bản lồng yểm. Nguyên liệu của nó thì nó bằng kẽm. Tóm lại mạ kẽm. Đó. Cái dáng dấp đằng trước nó trông như là một cái dáng mái chùa. Mà cái cách ghép thì ưu điểm của nó mình thấy là khi mà các bạn cho chim ăn hay bắt chim các thứ thì rút tay ra là tự cái này nó sập xuống. Mà các khoảng cách của cái nan này nó rất là gì hẹp. Chính vì vậy là không sợ mèo hay là chuột nó thịt chim của chúng ta. Còn cái việc chúng ta cho ăn cho uống thì rất là sạch sẽ tiện. Cái máng này nó bằng nhựa dẻo. Rất là tiện. Và cái cầu này thì nó đi theo bộ. Gồm có hai cống, một cầu, một khay hướng phân. Đấy. Thì các bạn thấy là trong quá trình vệ sinh thì các bạn chỉ cần lôi cái này ra, các bạn cọ cái máng này và các bạn cho nó vào. Thì mình đăng cái này là bán theo cả chim. Cả chim, cả thùng. Đây, mỗi một thùng này là 15 cái. Đây, một nhập nguyên một thùng là 15 cái. Đó, Made in Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Inbox Thái An. Thì đây là cái cống này mình nhập. Máng là nhập. Đó. Rồi thùng này. Đó. Đó. Những cái số lượng rất là nhiều. Đó. Quý vị các bạn muốn mua chim và mua lồng thì các bạn có thể liên hệ là 033 5305 982. Đó. Thì mình khi gửi thì nó đơn giản thôi. Và mai em mở cái thùng này cho các bác. Mở luôn cho các bác thấy. Đây, đằng kia. Em mua chim à? Đợi anh tí. Ừ, anh quay lốt đoạn này tí. Đấy, khi gửi cho các bác là em chưa gửi một cái phên như thế này. Quấn vào một cái dây bóng cộng với những cái khay, những cái cống đầy đủ. Nó rất là vận chuyển. Về các bát giáp nó rất là dễ. Đấy là cái này nhập theo số lượng. Nhập số lượng thì giá nó cũng hợp lý thôi. Mình bán kèm theo mấy chim thì nó cũng hợp lý cho các bác. Đó. Rồi mỗi lần nhập là mình nhập vài thùng. Mình giáp. Thế đấy là mình phục vụ mình nuôi chim ở nhà đây. Đó. Những cái lượng nồng treo ở nhà. Và nhốt chim. Đấy. Báo cáo với các bác anh em như vậy. Thì mình thấy là nó cũng tiện dụng, nó cũng hợp lý, tóm lại là nó cũng rất hợp lý. Chim này nó cũng không sợ, bao giờ là sợ quên cửa lồng, không bao giờ sợ ra. Đây là đôi chim hồng. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Chim Cú Gáy Hay và vào kết nối Facebook của Chim Cú Gáy Hay để biết mọi thông tin chi tiết.
Số điện thoại là 033 5305 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Báo cáo với anh em, đây là một thùng lồng chim này thì mình cứ nhập cả nguyên một thùng này là nó là 15 cái. Thì các bạn trong quá trình nuôi chim gáy thì mình thấy là cái lồng này nó cũng rất là hiệu quả như này này. Đây là con chim cu, các bạn thấy là cái cầu của nó đứng trên cầu này đó. Và cái lồng này thì nó tiện, rất là tiện. À, các bác nhìn cho nó rõ này. Nó cho ăn. Đó. À, cho ăn. Cho uống vậy thôi. Nên là các bạn thấy là nó rất là tiện. Đây là cái khay hướng phân. Thì các bạn cho như này vào là nó hướng thôi. Đó, lùa như ngăn kéo ấy. Đấy. Cái lồng như này các bạn móc rất là đẹp đúng không? Một con chim. Lồng này nguyên bản nó là cái lồng yểm. Anh em chú ý là cái này nó nguyên bản lồng yểm. Nguyên liệu của nó thì nó bằng kẽm. Tóm lại mạ kẽm. Đó. Cái dáng dấp đằng trước nó trông như là một cái dáng mái chùa. Mà cái cách ghép thì ưu điểm của nó mình thấy là khi mà các bạn cho chim ăn hay bắt chim các thứ thì rút tay ra là tự cái này nó sập xuống. Mà các khoảng cách của cái nan này nó rất là gì hẹp. Chính vì vậy là không sợ mèo hay là chuột nó thịt chim của chúng ta. Còn cái việc chúng ta cho ăn cho uống thì rất là sạch sẽ tiện. Cái máng này nó bằng nhựa dẻo, rất là thiện. Và cái cầu này thì nó đi theo bộ, gồm có hai cống, một cầu một khay hướng phân. Đấy, thì các bạn thấy là trong quá trình vệ sinh thì các bạn chỉ cần lôi cái này ra, các bạn cọ cái máng này và các bạn cho nó vào. Thì mình đăng cái này là bán theo cả chim cả thùng. Đây, mỗi một thùng này là 15 cái. Đây, một nhập nguyên một thùng là 15 cái. Made in Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Inbox Thái An. Thì đây là cái cống này mình nhập, máng là nhập. Đó. Rồi thùng này, đó. Đó, những cái số lượng rất là nhiều. Quý vị các bạn muốn mua chim và mua lồng thì các bạn có thể liên hệ là 033 5305 982. Thì mình khi gửi thì nó đơn giản thôi. Và mai mở cái thùng này ra cho các bác. Mở luôn ra cho các bác thấy. Đây, đằng kia. Em mua chim à? Đợi anh tí. Anh quay lốt đoạn này tí. Đấy, khi gửi cho các bác là em chưa gửi một cái phên như thế này, quấn vào một cái dây bóng cộng với những cái khay và những cái cống đầy đủ, nó rất là vận chuyển về các bác ráp, nó rất là dễ. Đấy là cái này nhập theo số lượng, nhập số lượng thì giá nó cũng hợp lý thôi. Mình bán kèm theo mấy chim thì nó cũng hợp lý cho các bác đó. Rồi, mỗi lần nhập là mình nhập vài thùng mình ráp. Thế đấy là mình phục vụ, mình nuôi chim ở nhà đây. Đó, những cái lượng nào treo ở nhà và nhốt chim. Đấy, báo cáo với các bác anh em như vậy. Đấy. Thì mình thấy là nó cũng tiện dụng.
nó cũng hợp lý, cái mạng nó cũng rất hợp lý. Chim này nó cũng không sợ, bao giờ là sợ quên cửa lồng, không bao giờ sợ ra. Đây là đôi chim hồng. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Chim Cú Gáy Hay và vào kết nối Facebook của Chim Cú Gáy Hay để biết mọi thông tin chi tiết. Số điện thoại là 033 5305 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.